Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây ngày 15 tháng 7 2019 vào thứ hai ngay tại Berlin. Đây là trung tâm một vườn thú của Berlin, gọi là Soi Berlin, tức là vườn thú Berlin. Và sau lưng tôi là hình ảnh của những cái người hàng ngày đưa trẻ con hoặc là những người muốn đến đây để tham quan cái vườn thú rất lớn, bách thú rất lớn ở trung tâm của Berlin. Và tại đây cách đây 2 năm đã xảy ra một sự kiện, một sự việc mà cho đến nay nhiều câu hỏi vẫn luôn được đặt ra. Đó là việc Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình 2 ngày. Thế nhưng mà cùng thời điểm đó thì Thủ tướng Phúc của chúng ta đã bị bỏ rơi. Và chúng ta phải tìm hiểu xem cái vị thế của Việt Nam thực sự như thế nào để chúng ta cùng biết. Vâng, các bạn cùng xem, đây là hình ảnh mà chúng tôi quay trực tiếp hiện nay tại hiện trường. Đấy, vâng. Đây là hình ảnh của ông Tập Cận Bình được vào ngày 5 tháng 7, 2017 đã tới đây để bà Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp 2 ngày. Thời điểm đó, cái thời điểm đó trùng với cái lúc mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta sang dự hội nghị G20 cũng tới Berlin, nhưng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không tiếp, đã không hề tiếp, và bà Merkel đã bỏ ra 2 ngày để tiếp ông Tập Cận Bình. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể trực tiếp xem và chứng kiến. Bởi vì sao? Lý do vì sao? Vì khi ông Tập Cận Bình sang bên Đức thì cái lịch làm việc của ông đã được sắp xếp chu đáo, cũng như ông mang sang một món quà rất là cho người dân Đức họ rất thích, đó là hai con gấu trúc panda. Đấy, hai con gấu trúc panda mà các bạn thấy đằng sau phông của tôi, đằng sau nó vẫn có cái hình con gấu nó đang dán ở chỗ cái cửa vườn thú đó. Bởi vì con gấu này là biểu tượng của Trung Quốc mà nó đem tặng hai con gấu này cho Berlin, thì điều đó là cái điều rất quý mà bất cứ người Đức nào ở đây họ cũng rất tò mò và rất muốn được biết hai con gấu trúc này, xem con gấu trúc này. Cho nên là hai con gấu trúc này sau khi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng thì cho đến nay thì luôn luôn là một cái địa điểm, một cái thu hút rất lớn cho cái vườn thú ở Berlin này. Và ông Tập Cận Bình đã tặng hai con gấu đó cho nước Đức. Và các bạn là xem cái hình ảnh hai con gấu đó. Đây là hai con gấu trúc mà đã được Chủ tịch Trung Quốc tặng cho nước Đức trong thời gian mà ông ta sang dự hội nghị G20, cùng lúc với ông Nguyễn Xuân Phúc sang bên Đức để dự G20. Đây là hình hai con gấu trúc. Đây, các bạn thấy. Và chính vì vậy mà những cái thông tin mà chúng tôi đăng trong thời gian đó là vì sao Thủ tướng Đức không tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức tại Phủ Thủ tướng. Bởi vì cái điều cơ bản là Việt Nam của chúng ta được tuyên truyền là một uy tín rất lớn, bạn bè quốc tế quan tâm, mà thực tế thì cũng không hẳn là phải là như vậy. Họ chỉ biết đến Việt Nam, khi hỏi những người Đức ở đây, họ chỉ biết đến Việt Nam qua thời kỳ chiến tranh thôi. Chiến tranh đánh nhau với Pháp, đánh nhau với Mỹ, chứ không hề nói rằng Việt Nam là một cái đất nước có cái nổi bật gì khác. Và gần đây nhất thì lại nổi tiếng ở cái đoạn là những người Việt Nam bán thuốc. Và sau đó là bây giờ gần đây thì do chính phủ Việt Nam gây ra, đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và điều đó rất tai hại. Thì cái món quà của ông Tập Cận Bình tặng là hai gấu trúc này cùng thời điểm đó. Thì lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc sang đó có mặt tại Berlin thì bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không tiếp và đã tiếp ông Tập Cận Bình 2 ngày. Và đây là hình ảnh của, và sau đó chỉ có một buổi gặp bên lề của hội nghị G20 tại Hamburg ở khách sạn Atlantic Hotel. Đây là hình ảnh mà chúng ta cũng thường được phía Việt Nam chia sẻ và cho xem. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta cúi mặt đi và tiếp ở khách sạn Atlantic Hotel trong một thời gian rất ngắn. Và ông ta đi, nhưng mà ông ta sang Đức thì không có bất cứ một món quà nào trao tặng cả, mà không những không mang quà sang, mà ngay sau đó rồi ông ta đã có, ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta, nguyên thủ quốc gia của chúng ta, đã có những cái hành động mà rất là bất nhã ở trong những cái cuộc tiếp đón, đặc biệt là khi mà ông ta Nguyễn Xuân Phúc đã được mời nghe nhạc giao hưởng tại thành phố Hamburg, là một nơi mà có dàn nhạc rất là lớn, hiện đại và đông người đến dự, và đều là những nguyên thủ quốc gia, gồm có Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm có các nguyên thủ các nước và có cả bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được bố trí ngồi ngay sát sau lưng bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Nhưng trong cả cái quá trình mà xem nhạc đó, Nguyễn Xuân Phúc có vẻ rất sốt ruột, cho nên ông ta cứ cầm cái bản chương trình quạt phình phạch. Và chính vì vậy cái điều đó đã gây cái bất ngờ rất lớn đối với truyền thông và người dân Đức, bởi vì họ đã lập tức quay những hình ảnh này, họ phát lên truyền thông trong Đức và quốc tế, và hình ảnh này đã đem đến cái điều vừa buồn cười vừa
bất nhã đối với cả những cái cuộc tiếp đón ngoại giao như vậy. Đây là hình ảnh các bạn xem ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta là quạt phành phạch ở trong nhà hát lớn đó, mà trong khi các nguyên thủ quốc gia khác họ ngồi im, họ lắng nghe nhạc giao hưởng, thế nhưng mà ông Phúc vẫn quạt. Đấy, ông quạt và cái video này thì đã hàng triệu lần, hàng chục triệu lần đã người được xem, và chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp theo sau đây. Đấy là món quà mà ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đã tặng nước Đức và tặng bà Angela Merkel. Nhưng mà phải nói rằng cái món quà đấy có lẽ chưa đủ, bởi vì là sau món quà đó rồi ông Nguyễn Xuân Phúc lại tặng tiếp cho chính phủ Đức chỉ sau 2 tuần thôi. Đấy là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã xảy ra. Cái món quà đó gồm có những tướng tá công an như ông đại tướng lúc đó là thượng tướng Tô Lâm đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Slovakia về Moscow và sau đó đổi máy bay để về Việt Nam. Và bên cạnh đó là ông trung tướng Đường Minh Hưng, cái người mà đã trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc đó. Và ông Đường Minh Hưng thì ở một cái khách sạn cách chỗ tôi đứng đây chỉ vài chục mét mà thôi. Và toàn bộ cái hình ảnh video đó đã được cảnh sát Đức cũng như là viện kiểm sát Đức thu lại và họ đã đưa ra trước tòa để cho mọi người xem, và chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Xin cung cấp thêm, đấy là món quà. Và bởi vì món quà đó là quá lớn đối với phía Đức, cho nên là ngay sau đó phía Việt Nam đã bị trục xuất 2 cán bộ ngoại giao về nước, và đồng thời tòa án nước Đức đã mở phiên tòa xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong 17 phiên liền. Thì nghi phạm là Nguyễn Hải Long, là một người Việt Nam tại Séc, đã nhận tội là tiếp tay và hỗ trợ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Mà đây là hình ảnh của tòa đại sứ quán Việt Nam cách đây không xa, và nơi đó đã nhốt ông Trịnh Xuân Thanh 2 ngày. Và phía dưới là hình ảnh bà thượng thẩm bà Greer, chánh án chủ tọa phiên tòa, mà tôi cũng có mặt trong phiên tòa đó và tường thuật cho các bạn trong thời gian vừa qua để các bạn cùng chứng kiến. Nhưng mà rất tiếc rằng là truyền thông Việt Nam đã không đăng tải bất cứ nội dung nào về cái thông tin này. Và ngoài ra thì có rất nhiều những cái phóng viên báo chí cộng đồng cũng đến dự phiên tòa, nhưng mà họ bên này họ cũng không đăng, không viết gì cho cộng đồng bà con cả, và họ gần như là họ cũng ghi chép đầy đủ nhưng mà họ không đăng bất cứ thông tin nào cho bà con để biết. Thì đấy là cái điều mà rất tệ hại. Và đây là món quà rất lớn của ông Nguyễn Xuân Phúc đã gửi đến nước Đức khi mà ông sang dự G20. Vậy chúng ta hãy cùng xem món quà của ông Tập Cận Bình là 2 con gấu trúc, thì món quà của phía Việt Nam lại là vụ bắt cóc, một đại án cực lớn, và cho đến ngày hôm nay hậu quả của nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì điều đó thì nói rằng là cái ngoại giao của Việt Nam, cái vấn đề ngoại giao của Việt Nam thì rất là tệ. Trước đó ông Hồ Chí Minh đã một lần đã từng đến Đức, và ông ta đã tặng một con voi. Đây là hình ảnh của Hồ Chí Minh đã tới Đức, tức là Cộng hòa Dân chủ Đức thời đó. Đấy, từ những năm 57, và ông ta đã tặng đến đây, đến vườn thú và của phía đông của nước Đức, giống như vườn thú này, nhưng mà ông ta đã tặng cho nước Đức một con voi. Đấy, đây là hình ảnh của ông Hồ Chí Minh mà chúng tôi cũng trực tiếp đến ghi nhận tại vườn thú ở Berlin. Được hình ảnh này, đây là hình ảnh ông Hồ đang đi, ông Hồ Chí Minh đang đi cùng với cả những cái lãnh đạo cấp cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân của nước Cộng hòa Dân chủ Đức thời đó. Và đây là hình con voi mà trước đó ông Hồ Chí Minh từ năm 1956 đã tặng. Đây hình ảnh con voi đây. Tức là ông Hồ Chí Minh cũng tặng cho nước Đức một món quà khi ông ta sang. Đấy, đây là vào năm 1956, là con voi cái. Con này con gọi là voi tên là Costco. Sinh năm 56 và đã sống, và con voi này đã sống 36 năm ở Tierpark Berlin, tức là vườn thú Berlin, cho đến năm 1994 thì mắc bệnh và qua đời vào năm. Nhưng mà đáng tiếc trong thời gian đó cái công viên Berlin đó không có voi đực nên không thể gây giống. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh có sang thời kỳ đó cũng có tặng con voi, nhưng mà tặng có một con thôi, mà là voi cái. Thế bình thường mà nói thì khi mà đi tặng như thế này thì những cái lãnh đạo hoặc là những cái nước khác họ tặng bao giờ cũng phải một đôi, thì một đôi, một con đực một con cái, thì như vậy nó sống với nhau nó mới không buồn và nó mới có thể là vui, hoặc là nó có thể sinh ra những cái hậu duệ đối với cả những cái vườn thú mà họ tiếp tục họ có thể chăm sóc. Nhưng mà không hiểu sao ông Hồ Chí Minh khi đó sang thì tặng có mỗi một con, một voi cái, và con này nó sống buồn, chắc là nó sống buồn cho đến lúc chết 30 năm sau thì nó chết. Đấy, và sau đó rồi thì Việt Nam cũng không tặng con voi hay con gì khác nữa. Thì đấy là cái điều mà rất là đáng tiếc đối với Việt Nam, bởi vì khi mà bản thân ông Hồ Chí Minh đã nghĩ ra cái ý tưởng đó từ rất lâu rồi, từ những năm 1957. Thế nhưng mà các lãnh đạo sau này đã không đem lại được cái hiệu quả gì, và không tiếp tục cái truyền thống đó, và vẫn tiếp tục là, và chính vì vậy mà con voi này chỉ được tặng có một con voi cái, và sau đó nó chết đi là hết.
Thì đây là hình ảnh con voi ông Hồ Chí Minh tặng. Đấy. Còn phía Trung Quốc thì họ đã tặng phía Việt Nam là hai con gấu. Đấy, hai con gấu. Tức là một đôi, bây giờ một đôi. Đấy, các bạn thấy không? Một đôi gấu. Đấy. Đây là hình ảnh hai con gấu trúc mà phía Trung Quốc đã tặng. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem cái vị thế thực sự của Việt Nam trên trường quốc tế như thế nào. Và với những cái món quà như vậy, các bạn thấy khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang dự G20 thì không mang một món quà gì khác mà mang sang tặng phía Đức là một món quà cực kỳ lớn, đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, mà cho đến thời điểm này vẫn chưa kết thúc cái việc tòa tuyên án, vẫn chưa kết thúc bởi vì tòa án liên bang vẫn đang xem xét cái bản phán quyết của tòa thượng thẩm. Và bất cứ những lúc nào những cái người cán bộ ngoại giao, những cái cán bộ công an đó khi mà sang đến Đức thì chắc chắn là sẽ bị bắt giữ. Ví dụ như ông Đường Minh Hưng chẳng hạn, các bạn xem đây là trung tướng Đường Minh Hưng là trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc này, thì ông này mà nếu mà bước chân vào châu Âu thì sẽ bị bắt giữ để đưa ra tòa để yêu cầu làm chứng, nhân chứng. Còn ông Tô Lâm là một cái người có lẽ không được hoan nghênh, bởi vì ai cũng biết rằng ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, là cái người mà phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong cái việc mà đưa mật vụ Việt Nam để sang bắt cóc. Thì đấy là món quà rất lớn mà phía Việt Nam trao tặng. Và điều nghiêm trọng là sau cái món quà mà ông Nguyễn Xuân Phúc tặng thì nước Đức đã lập tức đình chỉ đối tác quan hệ chiến lược với Việt Nam vào tháng 9 năm 2017 và đình chỉ hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao, tức là tất cả các quan chức ngoại giao của Việt Nam khi sang đến Đức đều phải xin visa, chứ không phải như trước là có thể tự vào nước Đức trong một thời gian mà không cần phải xin visa. Cái điều đó cũng làm cho đối ngoại của Việt Nam bị phía quốc tế, đặc biệt phía Đức, họ đưa xuống một tầm thấp, rất thấp hơn nữa. Và điều đó là không thể chấp nhận được mà khi Việt Nam với Đức đã có cái quan hệ bề dày rất lớn như vậy. Nhưng mà chỉ qua một món quà của Nguyễn Xuân Phúc mà đã làm cho nước Việt Nam của chúng ta đã bị nước Đức và châu Âu xa lánh, và họ dừng lại để họ đánh giá xem phía Việt Nam là như thế nào và phải xây dựng lại từ đầu những cái quan hệ này. Thì đấy là cái điều rất tệ hại và mà các quan chức Việt Nam hiện nay đang gặp phải. Còn phía Trung Quốc thì chúng ta đã biết, họ sau khi tặng con gấu thì bây giờ con gấu này trong cái vườn thú này có con gấu. Đây các bạn thấy hình ảnh con gấu đó. Thì trong con gấu đó, ở con gấu đó thì vào mua vé, nhiều người vào mua vé xem ở vườn thú này chỉ vì mua vé xem con gấu này thôi. Thì đấy là cái họ tiếp tục quảng bá được rất mạnh cho cái nền ngoại giao của họ, cho cái quan hệ hai nước của họ. Đấy, càng thêm phát triển hơn. Đấy là cái sự khôn khéo của Trung Quốc. Nhưng mà cùng là một thể chế cộng sản như ở Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà phía Trung Quốc họ lại làm điều đó, mà ngược lại phía Việt Nam phải làm ngược lại. Đấy, làm ngược lại hoàn toàn. Thì đây là thể hiện cái trí tuệ của những cái lãnh đạo Việt Nam là quá thấp kém trong thời kỳ này. Lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam là quá thấp. Đấy, từ những cái Bộ trưởng Bộ Công an như Tô Lâm như ở đây, ông ta vừa xuất bản một cuốn sách gì đó cùng với Nguyễn Phú Trọng, thì rất thấp, trình độ rất thấp, mà khi mà đưa cả mật vụ sang bắt cóc trong một đất nước như vậy và đe dọa cả nhà báo như tôi. Và ngoài ra thì có những cái đối xử với khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc sang Đức thì cái quan hệ của ông ta cũng như là cái giao tiếp của ông ta thì rất là thấp kém, đã bị bạn bè quốc tế đánh giá rất thấp. Thì các bạn thấy ông ta rất tự nhiên quạt phành phạch lên, và cái điều đó gây cười cho rất nhiều quan khách quốc tế, và đặc biệt với người dân Đức và châu Âu. Và nhìn thế này thì họ sẽ coi thường Việt Nam rất nhiều. Vâng, thì các bạn, cảm ơn các bạn vừa chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của tôi. Thì các bạn hãy bấm theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa của Thời báo.de, cũng như theo dõi trang YouTube của Thời báo.de để luôn luôn cập nhật thông tin mới nhất. Và các bạn hãy để lại những comment ở phía dưới để chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các bạn những thông tin để kịp thời, sự thật và ngắn gọn nhất để các bạn cùng biết. Và cảm ơn các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de, ngày 15 tháng 7 2019 từ Berlin. Và chào các bạn và hẹn gặp lại. Và tôi quay một chút hình ảnh xung quanh. Đây là hình ảnh xung quanh các bạn thấy của cái vườn thú này. Đây, ở xung quanh và ngay cái khu vực này thì gần đây cũng là cái nơi mà ông cái vụ bắt cóc đã xảy ra. Đây là hình ảnh của cái công viên. Và đây là vườn thú của Berlin. Đây các bạn thấy rất rõ là hình ảnh con gấu trúc thì đã được phía Trung Quốc tặng, và bây giờ họ phía Đức có cứ treo thế này ở trước cửa. Và đó là cái điều mà rất quan trọng cho quan hệ hai nước đã tiếp tục phát triển. Đây là món quà mà ông chủ tịch Tập Cận Bình đã rất khéo léo trao tặng
Thế còn ngược lại thì ông Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đã trao tặng cho phía nước Đức cùng một thời điểm đó là món quà là cái đại án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Vâng, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.